Hôm nay chúng ta đến với Ấn Độ, đất Đức người ta uống nước đái bò để chữa Covid và gặp Jama Malik, một chàng trai xuất thân từ khu ổ chuột, người đáng nhẽ sẽ thành công và đỡ rắc rối hơn Nếu đi thi siêu trí tuệ vì anh có thể nhớ tất cả những chi tiết lặt vặt trong đời mình. Thanh niên này đang trên hành trình tìm lại cô bạn thủ bé tên là Latika với sự đồng hành của anh trai Salim, người suýt bắn vào mặt cậu vì anh ta thực sự có súng. Và sau đây là recap về triệu phú khu ổ chuột. Mở đầu phim là cảnh Jama đang bị một lão cảnh sát tra tấn vì cậu đã thắng 9 trên 10 câu hỏi của chương trình Ai là triệu phú và nhà đài thì nghi cậu gian lận. Một học giả, một MC, một youtuber hay một ca sĩ tất cả đều không vượt qua bảy câu hỏi của chương trình vì bảy là con số thần thánh vô đề bảo thế thế mà một cậu nhắc vô học ở một khu ổ chuột cũng vô học lại có thể trả lời 9 câu hỏi nhưng mà thực sự thì bro nó chỉ là một chương trình thôi mà có cần kiểm tra tấn người dã man như này không ấn độ là như thế à cơ mà dù bị tra tấn thế nào rama vẫn khẳng định là mình biết câu trả lời thật việc này buộc cảnh sát trưởng phải ra mặt ông cho mở lại cột băng ghi hình chương trình ai là triệu phú và bắt đầu thẩm vấn ma con jama thì bắt đầu kể lại cách mình biết được câu trả lời nhiều năm về trước trên cái sân bay tồi tàn cạnh khu ổ chuột cậu bé rama đang ngồi ỉa trong cái nhà xí thiên thì nghe tin trực thăng của Amitab sắp đáp xuống, Rama thần tượng Amitab lắm, nhưng thằng anh trai Salim lại chốt cửa bên ngoài nhà xí để chơi điều cậu, nên Rama đành chui qua cái lỗ mà chất thải của cậu vừa đi qua, thoát khỏi đống bầy nhảy bên dưới, cậu chạy về phía thần tượng như Ami là về BTS, nhờ lớp cứt tươi rói rói gió trên người, cậu dễ dàng vượt qua đám đông, được thần tượng ký tặng vào bức ảnh, vì thế nên cậu dễ dàng vượt qua câu hỏi đầu tiên về chính thần tượng Amitab của mình, nhưng cậu lại không thể trả lời câu hỏi thứ hai về quốc huy của Ấn Độ, và điều này làm cảnh sát trưởng nghi ngờ Jama, vì một người Ấn Độ mà không biết quốc huy Ấn Độ thì cứ như là dễ ở trường luật mà lại đi phạm luật rất vô lý nhưng mà lại có thuật Rama hỏi ý kiến khán giả trong trường quay và đưa ra câu trả lời đúng trước sự ngỡ ngàng của khán giả ngỡ ngàng vì câu này mà cậu cũng không biết nhưng mà thôi người thành công thì có lối đi tù người dẫn chương trình prem kumar đặt câu hỏi tiếp theo về vị thần rama của ấn độ và để chứng minh mình không nói dối Rama lại tiếp tục kể về hồi ức đau buồn của cậu về ngày cậu và anh trai trở thành trẻ mồ côi ngày hôm đó ba mẹ con đang tắm giặt nơi nguồn nước cạnh đường dây xe lửa hai thằng nhóc tắm còn mẹ chúng thì giặt thì từ bên kia đường dây những người hindu lao tới cùng gậy gộc xông tới đánh bầm dập những người hồi giáo bao gồm cả mẹ con Jama. ấy ăn thịt bò cho lắm à. Đấy là người vô cảm sẽ nói thế, Con tôi thì thường xót cho một người mẹ vừa bị đánh chết. Jama và Salim may mắn thoát được. Trong cơn hỗn loạn, cả hai chạy qua một thằng nhóc đang cosplay ông thần Rama, tay cầm cung tên và khuôn mặt ngơ ngáo. Và cung tên chính là đáp án cho câu hỏi về vũ khí của thần Rama. Câu hỏi thứ tư là về một bài hát Ấn Độ mà bạn không cần biết tên. Jama lại tiếp tục Naruto các thứ về cuộc đời cậu. Từ trên cao nhìn xuống khu ổ chuột đang bốc cháy trong vụ bạo loạn, Jama và Salim phát hiện một cô bé nhem nhốt đang nhìn họ, không còn nhà để về. Hai cậu nhóc tá túc cho một container cũ, Đằng xa là cô bé hồi chiều đang nhìn họ giữa trời mưa. Jama còn nhỏ tuổi nhưng đã biết xin gọi cô bé vào cái công tên nợ cũ. Cô tên là Latika, nữ chính. Từ ngày đó, ba đứa cùng nhau bới rác mưu sinh. Và khi tôi nói ba đứa thì ý tôi là Latika vì hai thằng nhóc ngủ trương thê trong cái lều. Cho đến khi mà màn xuất hiện, gã dùng hai chai coca mua chuộc hai thằng nhóc Pujaku. Và thế là ba đứa nhỏ theo mà màn tới nơi ở mới. Một trại trẻ mồ côi với những đứa trẻ bị khuyết tật. Ban ngày lũ trẻ được ăn no, còn đêm xuống thì những đứa lành lặn được tập hát. Và đó chính là bài hát được nhắc đến trong câu hỏi của chương trình. Latika cười đều với gia lim hát giờ và thế là Salim lao vào xé xác cô bé. Ma Man thấy Salim máu chó nên cho nó cầm đầu lũ trẻ. Hóa ra Ma Man là một thằng mất dạy trá hình thiện nguyện, bắt lũ trẻ tàn tật đi xin tiền trên đường. sa lim được quản lý đụ nhóc thì trở nên thượng đẳng, nghe lời Ma Man và bắt nạt mọi người. Thế nên bị Latika chơi xỏ bằng cách nhét đống mất khô vào quần. sa lim cay giải theo cả hai nghĩa, thể sẽ trả thù Latika và cơ hội trả thù của cậu đã tới. Một buổi tối nọ, sa lim chứng kiến cậu bạn Amin bị Ma Man làm mù đôi mắt vì nếu lũ trẻ không tàn tật thì sẽ không có ai cho tiền. sa lim nhìn vậy biết ngày lão này không phải người tốt. Đúng lúc Lão bảo bây giờ đến lượt Yama, làm lìm phát hoảng. Cậu kéo Yama và Latika chạy trốn. Hai cậu nhau trốn thoát, bỏ lại Latika cùng lũ người xấu. Trở lại trường quay, Yama dễ dàng trả lời câu hỏi vì cậu đã học thuộc bài hát để đi ăn xin một thời. Câu hỏi tiếp theo là nhân vật được in trên tờ 100 đô la Mỹ. Ai cũng cho rằng Yama sẽ không thể trả lời câu hỏi này vì ăn còn không đủ thì lấy tiền đâu ra mua đô nhưng ra biết câu trả lời bị quay lại cái ngày hai anh em lạc bất latica ra mà cày thằng anh lắm nhưng không làm gì được hai anh em rong ruổi khắp nơi trên những chiếc tàu hỏa trong một lần trộm đồ ăn trên tàu hai thằng nhóc bị hành khách tóm lại tin vui là chúng được thả, tin buồn là chúng được thả khỏi đoàn tàu đang chạy. Đứng dậy sau cơn choáng váng, trước mắt cả hai là Taj Mahal, nơi tưởng niệm hoàng hậu Mumtaz Mahal Maha khi bà qua đời. Hai thằng cu thấy ăn trộm đồ của du khách ở đây rất dễ nên chốt kèo an cư làng nghiệp ở đây. Khi Salim tiêu thụ đồng xếp hàng hiệu tại chợ đen, thì Jama học lỏm tiếng Anh từ hướng dẫn viên du lịch và làm hướng dẫn dạo cho Tây Bà Lô tham quan Taj Mahal. Sao hoàng hậu đã chết vậy? Tai nạn giao thông thưa bà. Ơ, ờ, tôi tưởng chết vì sinh nở. Đúng vậy, chết trên đường đến bệnh viện. Dĩ nhiên rủi ro của ngày này là thỉnh thoảng hai anh em bị bảo vệ đuổi đánh thừa sống thiếu chết trong một lần dẫn khách đi chơi, Jama bị tài xế taxi tẩn trong một trận vì Salim cùng đồng bọn vừa ăn cắp đồ trên xe. Du khách muốn bồi thường nên cho cậu nhắc 100 đô, nhưng Jama thì chán bị đánh rồi và cậu nhớ Latika. Thế là cả hai rời bỏ startup của mình và trở về nhà làm một công việc tạp vụ để tìm cô bạn Latika thất lạc. Trong một lần tìm kiếm, Jama gặp lại Avin đang đứng hát trên đường. Jama nhận ra thằng bạn cũ, cho cậu ta tờ 100 đô. Avin bị mù mắt nên bắt Jama mô tả hình người trên tờ tiền. Nhờ đó Jama biết tờ 100 đô in hình Benjamin Franklin vì Avin bảo thế. Thế là cậu trả lời được câu hỏi của chương trình nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó chương trình tiếp tục với câu hỏi người tạo ra sống lục của quay mảng ký ức với Awin lại tiếp tục dội về Awin nhận ra cậu bạn của mình nên phím là Latika giờ là gái bán hoa thế là Jama cùng anh trai đến phố đèn đỏ để đi tìm Latika hai cậu bé xông vào phòng nơi Latika đang ở cùng một thằng dê già, mất nửa giây để nhận ra người thương. Cả lũ đã định cuốn gói thì Ma Man xuất hiện ở cửa. Hắn định cho hai thằng già bã thì bất ngờ chưa, Salim rút ra khẩu dân chủ, dọa Ma Man sợ đãi ra quần. Nhưng Salim không hề dọa mà tiến Ma Man về chồng ông vải. Ba đứa nhóc thoát đi trong sự sợ hãi của nhân chứng. Chúng trốn đến một khách sạn về đống rượu trên tay, vui mừng vì được đoàn tụ. Đến nửa đêm thì Salim đòi đụng Latika. ma không thích thế nên cậu la vào đấm thằng anh. Nhưng Salim ném cậu ra ngoài cửa sổ. Nhân danh Samuel con mẹ nó câu, khụt mẹ mới đi. Latika thò mặt ra để lôi Salim vào vì cô không muốn Jama mất mạng, bỏ lại cậu nhóc Jama chết đứng ngoài hành lang. Trên băng ghi hình, Samuel Cole là đáp án đúng cho câu hỏi vừa rồi. Điều này khiến cảnh sát trưởng tò mò về Jama vì không có ai nhận tội giết người để chứng minh mình trong sạch cả. Nhưng mà ít ra tôi không dám lấn. Thế là ông để Jama tiếp tục kể về cuộc đời mình. Nhiều năm sau cái đêm bị Salim đá đít, Jama giờ là một tạp phụ trong trung tâm tổng đài điện thoại. Đang làm việc hăng say thì một anh bạn nhờ cậu trực tổng đài hộ vì anh ta phải đi xem ai là triệu phú. Ngồi trước màn hình máy tính, Jama tra từ tên họ của Salim và ra được 15 kết quả. Cậu cũng gọi cho từng người và nhanh chóng tìm được số điện thoại của anh trai. Salim thì vẫn nhận ra giọng thẳng em nên hẹn Jama đến gặp tại một công trường xây dựng trong sự chào đón của anh trai. Jama tẩn Salim một trận. Salim thì cố tẩy trắng và kể về cái ngày anh đuổi Jama đi, tìm đến kẻ thù của Maman là Javed, ông trùm của khu ở chuột tại Mumbai. Vì Salim giết Maman nên Javed cho anh một chân trong ba gang sơ của hắn. Giờ đây khi đã có tiền có quyền, Salim muốn chuộc lỗi với em trai, nhưng Jama thì chỉ quan tâm đến Latika. Salim nói rằng cô đã rời đi lâu lắm rồi, nên Jama đánh theo Salim về nhà, nhưng cậu biết thằng anh đang sạo chó nên lần theo Salim đến nhà của Javed và phát hiện Latika đang đứng bên kia cánh cổng. Cậu nhận làm người rửa bát mới đến và được bảo vệ cho vào nhà. Yama gặp lại Latika trong nhà Javed trên TV đang là chương trình Ai là triệu phú, cái chương trình mà Latika bảo là lối thoát duy nhất với cô. Đang giảm xí thì Javed về nhà chứng kiến Javet đẩy đoạn Latika, Jama rủ cô trốn đi nhưng Latika không chịu. Jama hứa sẽ đợi cô 5 giờ chiều mỗi ngày tại cả Hà Nội để cả hai có thể va cả đội cùng MCK và anh đợi cô thật. Tất nhiên, Jama đang đợi chờ trong vô vọng thì Latika xuất hiện từ đằng xa. Khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối thì Salim cùng đồng bọn xông ra bắt lấy Latika. Jama đuổi theo nhưng không kịp, cậu trở lại căn nhà của Javet để tìm nhưng chẳng còn ai ở đó. Nhớ rằng Latika hay xem ai là triệu phú, Jama quyết tâm tham gia chương trình để có cơ hội gặp lại cô. Và bây giờ ở trường quay, Jama đang bất lực trước câu hỏi của Kuma rằng ai là cầu thủ cricket ghi nhiều điểm nhất nhưng Rama vẫn chơi tiếp vì cậu muốn Latika nhìn thấy cậu trên truyền hình nhưng giờ giải lao đến trước khi Jama kịp trả lời câu hỏi. Kuma và Jama cùng đi vệ sinh và hắn phím cho cậu đáp án với một chữ B to tướng trên tấm kính nhà vệ sinh. Jama mặc dù không được ăn sơn hào hải vị nhưng mà lừa thì cậu ăn đầy. Trở lại trường quay, cậu chọn 50 năm vì cẩn tắc vô ấy nấy. Khi chỉ còn đáp án B và D, cậu chọn D thay vì nghe theo Kuma và cậu đã đúng với giải thưởng 10 triệu rupee. Chuẩn bị đến với câu hỏi cuối cùng thì thời lượng chương trình đã hết. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không. Kuma dẫn Jama ra khỏi trường quay để cảnh sát lôi cậu đi vì lão cho rằng Jama đã gian lận. Thế nên bây giờ cậu phải ngồi thanh minh với ông cảnh sát nhưng câu chuyện của Jama thì vô cùng thuyết phục nên cậu được cảnh sát hộ tống tới trường quay để trả lời câu hỏi cuối cùng tại hang ổ của Javed Latika đang xem tin tức về Jama một cậu nhóc khu ổ chuột tiến gần đến 20 triệu rupee của chương trình ai là triệu phú Salim bước vào đưa chìa khóa ô tô cho Latika bảo cô đi tìm Jama vì thằng ngố Jama sẽ không bỏ cuộc sau tất cả đây là cơ hội duy nhất để Salim sửa chữa những sai lầm với em trai anh gửi lại chiếc điện thoại cho Latika và xin cô tha thứ Latika chạy ra xe trong khi Salim thu xếp Javed tất cả mọi người đổ dồn để chứng kiến thời khắc lịch sử khi Kuma đọc câu hỏi cuối cùng người lính ngựa lầm thứ ba

Jama cười nhạt vì cậu chưa bao giờ biết tên người lính ngự lâm thứ ba. Cậu gọi vào điện thoại của Salim nhưng cả nghe máy. Một cuộc hội ngộ bất ngờ sau bao năm gian truân nhưng mà Latika cũng đánh bất công trả lời. Dù vậy thì Jama cũng không quan tâm nữa vì cậu đã tìm lại được tình yêu của đời mình. Sim Thế là cậu chọn bừa một đáp án và dĩ nhiên là Jama thắng. Mình cậu là nhân vật chính. Tiền tươi tóc thật trao tay. Cuối cùng cũng đến ngày tháng vinh hoa nhưng Jama thì không nghĩ nhiều. Cậu trở lại nhà ga mà cậu đã hẹn Latika. Trong giây phút chờ đợi, cậu thấy Latika đứng đó. Cả hai đến bên nhau chia sẻ nụ hôn ngọt ngào. Còn Salim thì sao? Khi Javed nghe thấy giọng Latika trên truyền hình, lão hiểu ra mọi chuyện và cùng đàn em xách súng đi hỏi tội Salim. Nhưng mà Salim đã chán sống lắm rồi. Khi Javed bước vào phòng, cậu hét to Allahu Akbar rồi đồng quy vô tận về lão già để giữ gìn mạng sống cho em trai. Và đó là kết thúc của triệu phú của chuột. Tôi chấm điểm phim này tân hỏa minh trên FLC. Nói chung bộ phim này xem rất là ý nghĩa và kiểu hiếu linh. Khuyên mọi người là hãy dũng cảm và đuổi theo tình yêu của mình. Tôi là vui vẻ. Đừng quên đăng ký cho The Reviewer, người chơi điện tử, vui vẻ và người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.